Hồn ma bé gái 13 tuổi báo oán. Trên đường đi, hắn đã mưu tính nhiều kế và cuối cùng khi chờ bé đến một đoạn đường vắng, hắn quyết định ra tay. Nhãn Tâm hắn giết chết, chết bé hoa để che giấu tội lỗi của mình, hắn đã vùi xác bé hoa để phi tang. Câu chuyện của cô bé 13 tuổi. Nhà văn người khăn trắng chia sẻ những câu chuyện ma của mình đều dựa vào những câu chuyện được lưu truyền đâu đó trong dân gian, đa phần những câu chuyện có thật xảy ra ở những địa danh có thật và nhiều câu chuyện đã làm ông hết sức giật mình. Người khăn trắng kể lại câu chuyện đã làm ông suy nghĩ rất nhiều. Số là trong một lần đi, ông nghe lại câu chuyện của một tài xế tên H lái xe tóc hành từ sóc Trăng Cần Thơ lên Sài Gòn và ngược lại. Trên cung đường này, bắt buộc cảnh tài xế phải đi qua phà Mỹ Thuận, một phía là Vĩnh Long và một phía là Tiền Giang. Này đã xây dựng thành cầu dây văng Mỹ Thuận Cây cảnh tài xế đi qua khu vực này thường dần chân ăn uống rồi mới khởi hành đi tiếp. Tại khu vực này có rất nhiều những nhà dân bán hàng hóa, đồ ăn lặt vặt và đội quân bán vé số. Ngoài ăn uống, cảnh lái xe cũng hay mua vé số của những đứa bé chừng 13-14 tuổi. Một hôm có một cô bé tên là Hoa đến mời tên Hắc mua vé số. Hắn cũng mua máy tờ, nhưng đến chiều lại không trúng Thế nhưng số vé ế còn lại của cô bé Hoa lại trúng dại độc đắc. Một phần vì quen, phần vì xa xôi, nên bé Hoa nhờ tên tài xế này đưa đi lãnh dùm. Vốn là một tay chủ kinh doanh xe và có nhiều tài xế trong tay, nhưng hắn vẫn luôn kiềm luôn cả công việc tài xế. Khi được Hoa nhờ chở đi cùng, hắn đã nội lòng tham và quyết tâm chiếm đoạt tờ vé số trúng thường. Trên đường đi hắn đã mưu kế và cuối cùng là chờ bé đến một đoạn đường vắng sau đó quyết định ra tay. Nhẫn tâm hắn giết chết bé Để che giấu tội lỗi của mình Hắn ta đã vùi xác bé hòa để phi tang. Sau khi bé hòa chết đi Vòng hồn của cô bé không siêu thoát Vẫn quanh quẩn nơi trần gian Hồn của cô cũng hiện về báo oan ức cho nhiều người Trong một diễn biến khác Vào thời điểm này Phong trào người dân vượt biên trái phép diễn ra rầm rộ Trong số đó có một tài xế lái xe thuê cho hắc Sau nhiều năm bôn ba kiếm sống ở nước ngoài Tài xế này trở về quê hương và được út hòa báo mộng cho biết về cái chết oan uổng của mình. Vì cái tình, cái tâm và để đi tìm sự thật về cái chết của cô bé 13 tuổi, anh tài xế đã quyết tâm đi tìm câu trả lời. Sau nhiều ngày lăn lộn, thu thập những thông tin, chứng cứ về vụ việc năm nào, người tài xế cho biết chính xác hùng thủ là hát tên chủ năm nào của mình. Đi tìm dấu chân hùng thủ, anh tài xế được biết Hắc sau khi lấy tiền trúng giải độc đắc đã mua nhà và về sống với cô vừa bé tại một khu vực hẻo lánh tại Cần Thơ. Tuy nhiên khi tài xế đến nơi, lại thấy một cảnh đáng thương. Thay cho lòng hành thù mà anh đã mang theo, theo đuổi bấy lầu nay sau khi đi tìm sự công bằng cho cô gái út. Theo đó thì Hắc đã liệt nửa người, kế bên là đàn con nheo nhóc cùng với người vợ khắc khổ trong căn nhà tồi tàn. Người vợ của hắn chia sẻ, sau khi lấy tiền về, hắc tiêu xài phung phí, chẳng mấy chốc thì rơi vào khánh kiệt. Cả gia đình cũng không hiểu vì sao, bỗng nhiên hắn trở nên liệt nửa người. Thế là được đồng nào cũng đội nón ra đi, vì bệnh tật. Rồi thì gia đình lại rơi vào cảnh kiệt quỵ. Chứng kiến cảnh ấy, người tài xế hiểu rằng, đó cũng là quả báo nhãn tiền mà tên hắc phải gánh lấy sau khi tội lỗi tài trời của mình. Dù vậy trong một lần về báo mộng, ôn hòa cho biết, hồn của cô vẫn chưa có nơi nương hăn nên vẫn còn lượn vườn nơi trần gian. Chính vì vậy cô nhờ anh tài xế lập cho mình một ngôi miếu để cô nương nhờ. Thế là người tài xế đã lập ra một ngôi miếu bên bờ bắc Phạm Mỹ Thuận, đoàn An Hữu về cái bè. Nhà văn người khăn rắn cho biết, sau khi tôi viết câu chuyện này trong chuyện không kể lúc nửa đêm, thì giữa hè vừa rồi có một cháu gái gọi điện cho tôi hỏi thăm và cho biết rằng cháu đã đạp xe đi tìm mấy ngày liền, vẫn không thấy ngôi miếu của cô út Hoa đâu. Cháu đã đi theo chỉ dẫn của chú Vít trong câu chuyện và hỏi thêm người dân khu vực này vẫn không thấy. Lúc đó tôi thật sự bất ngờ và hỏi lại, cháu tìm ngôi miếu để làm gì? Cháu gái trả lời, ở đây cháu cũng nghe kể lại câu chuyện y như chú Vít, cháu muốn đến đó để tạo lòng thành và thắp nhang cho vong hồn cô ấy. Bây giờ cháu đang học cấp 2, cháu muốn tới đó thắp nhang và mong cô Út Hoa phù hộ cho cháu thi đậu vào lớp 10. Cả nhà cháu từ ngoài, mẹ và cháu đều tin tuyệt đối vào oan hồn của cô Út Hoa bác ạ à. Lúc này tôi mới giải thích cho cháu gái hiểu. Khu đất đó ngày xưa trống trai, người ta lập miếu. Bây giờ nhà dân mọc lên san sát nên đã vầy ngôi miếu lại, nên cháu sẽ không tìm được. Đồng thời tôi cũng khuyên cháu nên cố gắng học hành, không phải nên đi tìm ngôi miếu làm gì. Và chia sẻ rằng, thủ phạm giết hại cô út cũng đã qua đời. Ở đời làm việc gì áp cũng không tồn tại lâu dài. Lúc này cháu mới hiểu và không đi tìm ngôi miếu nữa. Nhà văn người khăn trắng cho biết,